Thưa quý vị, khi đối tượng thủy sản chủ lực của tỉnh là con tôm nước lợ ngày càng gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh cũng như là giá thu mua giảm, việc đa dạng các đối tượng thủy sản có giá trị cao ngày càng được nhiều địa phương chú trọng, tiêu biểu như mô hình nuôi cua biển thương phẩm đang được nhiều bà con trên cả nước triển khai và được xem là giải pháp phát triển kinh tế hiệu quả cho người nông dân. Và không chỉ cải tiến phương thức sản xuất thông qua việc nuôi cua bằng hộp nhựa, nhiều hộ còn áp dụng các hình thức nuôi khác nhau phù hợp theo nhu cầu của thị trường như là cua cốm, cua gạch, cua lột. Trong đó, cua lột luôn cho giá trị kinh tế cao hơn khi cung luôn không đủ cầu. Tại xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, với hiệu quả mang lại từ mô hình nuôi cua trong hộp nhựa, trang trại ST Crab Farm ở xã Vĩnh Tân đã đầu tư 10.000 hộp nhựa để áp dụng quy trình. Sau gần 2 năm triển khai, nhận thấy con cua lột cho giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với các loài cua thương phẩm khác, nên hình thức nuôi này được trang trại áp dụng phổ biến trong thời gian gần đây. Thông thường cách 20 ngày là cua sẽ lột một lần, nên để thu được cua lột và kịp thời bảo quản nhằm giữ nguyên chất lượng, người nuôi chỉ cần kiểm tra, theo dõi để phân loại kịp thời khi cua có dấu hiệu lột. Khi nó lột xong thì mình sẽ cho vô hộp mình đóng gói lúc cua nó còn đang sống, đang khỏe mạnh để mình giữ được cái hàm lượng thịt của nó đạt mức độ tốt. Để đảm bảo mô hình đạt được hiệu quả tối ưu, trang trại còn thực hiện nuôi cua lột theo hình thức bán tuần hoàn. Với hình thức này, nguồn nước ngoài tự nhiên sẽ được cấp vào ao chứa. Ưu điểm của hình thức này là tận dụng được lợi thế từ nguồn nước có độ mặn cao ngoài tự nhiên để cua lột tự nhiên thay vì sử dụng phương pháp kích thích, nên chất lượng thịt cua luôn đảm bảo. Trung bình mỗi tháng, trang trại xuất bán khoảng 1 tấn cua lột với giá bán dao động từ 600.000 đồng mỗi ký. Ăn là cá tạp mình, hoặc là chém chép, hoặc là nghêu sò với những con nào hai mảnh vỏ đó. Bỏ vô hộp thì mình cái chuyện chăm sóc nó cũng dễ thôi. Dưới này hệ thống tuần hoàn nước nó di chuyển hoài thì con cua nó sẽ có cái sức đề kháng theo môi trường nước sẽ mạnh hơn. Mô hình nuôi cua lột trong hộp nhựa có thể ứng dụng được cả ở quy mô nông hộ đến quy mô trang trại công nghệ cao. Dù vậy, với bất kỳ quy mô nào, hộ nuôi cũng cần chuẩn bị các bước cần thiết để đạt hiệu quả sản xuất như mong muốn. Trước tiên là chúng ta phải có cái hệ thống nước sạch, có cái nguồn nước sạch, có cái độ mặn thích hợp cho cái sinh trưởng của cua. Đặc biệt là cái độ mặn thích hợp cho cua để lột thì nó khoảng từ 20 đến 25 phần ngàn. Và cái chúng ta phải có được cái nguồn, có cái phương pháp xử lý nước, kiểm soát được chất lượng nước ổn định. Và cái xử lý nước để áp dụng tuần hoàn để đảm bảo cho cái quy trình mô hình nuôi cua lột. Cua lột có giá trị dinh dưỡng rất cao và đặc biệt rất ngon trong chế biến các món ăn. Cùng với đó, nguồn cung hiện chưa dồi dào để đáp ứng nhu cầu thị trường, nên nghề nuôi cua có tiềm năng phát triển lớn. Về giá trị cua lột, hiện cao gấp 2 đến 3 lần so với giá cua thịt, nên chỉ cần áp dụng thành công việc kích thích và thu hoạch kịp thời là có thể thu được lợi nhuận khá cao. Tuy nhiên, cũng như nhiều đối tượng thủy sản khác, để mô hình phát triển bền vững, ngoài việc am hiểu các vấn đề về kỹ thuật, cần lưu ý để làm chủ quy trình nuôi. Rất cần có sự liên kết giữa các hộ nuôi nhằm đảm bảo nguồn cua hậu bị phục vụ nhu cầu sản xuất, cũng như ổn định nguồn hàng, cung ứng cho các cơ sở, đơn vị liên kết tiêu thụ. Thưa quý vị, mới đây tại buổi làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và đại diện Cơ quan Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Việt Nam bày tỏ mong muốn đề xuất phía Hoa Kỳ hỗ trợ tham vấn và phối hợp rà soát bổ sung sửa đổi các quy định liên quan đến thực thi pháp luật thủy sản. Vấn đề đầu tiên, Việt Nam mong muốn phía Hoa Kỳ hỗ trợ đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật thủy sản, trong đó những nội dung đào tạo bao gồm tuần tra trên biển, trên các khu bảo tồn biển, phòng chống khai thác IUU, kiểm soát truy xuất nguồn gốc thủy sản cũng như kiểm tra giám sát tàu cá. Bên cạnh đó là nâng cao năng lực trình độ ngoại ngữ cho lực lượng kiểm ngư. Đề xuất tiếp theo là Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam về trang thiết bị chuyên dùng nâng cao năng lực thực thi pháp luật thủy sản, trong đó bao gồm cả phương tiện cũng như thiết bị liên lạc giám sát. Vấn đề tiếp theo mà lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất là rà soát đánh giá các văn bản quy định của Việt Nam và tuân thủ các quy định của khu vực quốc tế trong lĩnh vực thủy sản. Bên cạnh đó, phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đưa ra đối với Hoa Kỳ là do bản ghi nhớ sẽ hết hạn vào tháng 7 năm 2025 và hiện nay cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản chuyển thành Cục Kiểm ngư và Cục Thủy sản nên đề nghị phía Hoa Kỳ hãy xem xét và với việc ký mới thay thế bản ghi nhớ nêu trên hoặc gia hạn thêm 5 năm tiếp theo bản ghi nhớ đã ký kết. Thưa quý vị, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU là một trong những nhiệm vụ trọng yếu mà tỉnh Phú Yên chú trọng thực hiện trong những năm qua.
tạo sự chuyển biến trong tư duy và hành động của lực lượng chấp pháp cũng như là ngư dân, nhằm góp phần tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng EU, hướng tới phát triển bền vững ngành thủy sản, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của ngư dân. Ngay từ đầu năm 2024, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các địa phương ven biển tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để tăng cường thực hiện nhiệm vụ chống khai thác EU. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tập trung quán triệt triển khai đầy đủ kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng, Chính phủ về nhiệm vụ chống khai thác EU trong tình hình mới, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền dưới nhiều hình thức phù hợp, dễ tiếp cận đối với cộng đồng ngư dân và các tổ chức cá nhân có liên quan, tập trung tuyên truyền về những nỗ lực chống khai thác EU của tỉnh Phú Yên, tăng cường công tác quản lý đội tàu và theo dõi kiểm tra, kiểm soát, nắm chắc thực trạng tàu cá hoạt động, tàu cá trên địa bàn, tổ chức làm việc trực tiếp hướng dẫn từng chủ tàu thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép và cập nhật 100% dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, thực hiện đúng quy định công tác xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác trong nước, nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp hợp thức hóa hồ sơ. Thưa quý vị, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP vừa có công văn khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kiến nghị tháo gỡ quy định chỉ được khai thác đánh bắt cá ngừ vằn có chiều dài nửa mét trở lên và một số nội dung trong thời gian sớm và phù hợp nhất nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37. Đặc biệt, VASEP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và có văn bản chỉ đạo điều chỉnh, giải quyết vấn đề trên trong thời gian chờ chỉnh sửa nghị định cho mùa vụ cao điểm của cá ngừ vằn chỉ đến cuối tháng 9. Công văn kiến nghị của VASEP cho biết là quy định hiện nay áp dụng kích thước tối thiểu được phép khai thác của các loài thủy sản sống trong vùng nước tự nhiên, nhưng đối với một số loài hải sản khai thác là không phù hợp với thực tiễn. Kích thước của cá ngừ vằn có chiều dài trên nửa mét thường chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ từ 5 đến 8% trong mỗi lô cá khai thác được. Kích cỡ thông dụng của loài di cư này là từ 15 tới 40cm một con, chiếm tỷ trọng chủ yếu trong các lô khai thác trong và ngoài nước và cũng là kích cỡ thương mại xuất nhập khẩu bình thường hiện nay trên thế giới. Trong khi đó, giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 là cao điểm vào vụ khai thác cá ngừ vằn của ngư dân Việt Nam. Cá ngừ vằn chiếm trên 85% sản lượng khai thác các loài cá ngừ của Việt Nam, là sản phẩm chính và thế mạnh của Việt Nam để tận dụng tối đa Hiệp định Thương mại Việt Nam EU-EVFTA mang lại. Vâng, do vậy, những diễn biến tác động tiêu cực của quy định trên đang ngày càng sâu sắc đến các ngư dân khai thác ngừ vằn, đặc biệt tại các tỉnh miền Trung. Còn cộng đồng nhóm doanh nghiệp cá ngừ cũng đang không thể thu mua và tích trữ cá ngừ vằn chuẩn bị cho sản xuất cuối năm để cung ứng cho thị trường châu Âu vào đầu năm 2025. Nếu quá trình thực thi pháp luật như trường hợp cá ngừ vằn nửa mét kể trên không triệt để trong giai đoạn nghị định đang hiệu lực, thì tiềm ẩn rủi ro rất lớn khi chúng ta đang chưa rút được thẻ vàng EU, đang tiếp tục xem xét, thanh tra công tác thực thi pháp luật thủy sản của Việt Nam. Tiếp theo là một thông tin cũng liên quan đến lĩnh vực thủy sản. Theo báo cáo Kinh tế xã hội của Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 7 năm 2024, nuôi trồng thủy sản tăng trưởng tích cực, khai thác thủy sản biển đạt khá do thời tiết tương đối thuận lợi. Sản lượng thủy sản tháng 7 năm 2024 ước đạt 841.100 tấn, tăng 2,2%, cá ước đạt 588.000 tấn, tăng 2%, tôm đạt 139.200 tấn, tăng 3,2%, thủy sản khác đạt 113.900 tấn, tăng 1,9%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng 7 năm 2024 đạt 490.700 tấn, tăng 3,4%, bao gồm cá đạt 307.900 tấn, tăng 3,2%, tôm đạt 127.700 tấn, tăng 3,5%. Sản lượng cá tra trong tháng 7 năm 2024 ước đạt 139.000 tấn, tăng 4,5%. Do giá cá tra nguyên liệu duy trì ổn định ở mức giá cao, dao động từ 26.200 đến 26.600 đồng 1 kg trong tháng và xuất khẩu cá tra đang có dấu hiệu phục hồi. Do đó, hộ nuôi cá và doanh nghiệp điều chỉnh sản lượng nuôi phù hợp để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.